Chào chị ha. Dạ, em chào chị ạ. Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay ha. Ạ. Chị có thể chào cộng đồng rồi chị giới thiệu về mình. Dạ vâng, em chào chị Nguyễn Huỳnh, em chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước ạ. Trước tiên cho em chào chị Nguyễn Huỳnh, chúc chị luôn tươi trẻ, khỏe mạnh và đẹp, trẻ đẹp mãi mãi và hạnh phúc bên gia đình. Và chị luôn kết nối cho những người độc thân tìm được những mảnh ghép yêu thương. Rồi em giới thiệu em là Đặng Thị Chiên, sinh năm 1972. Hiện em đang sống ở tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Hiện tại là chị đang làm công việc gì? Dạ. Hiện tại là chị đang làm công việc gì? À, em làm nghề tự do chị ạ. Rồi tình Vâng, trạng của giờ chị nói đi. làm công việc tự do. Về tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào? Tình trạng hôn nhân gia đình em, ông xã em mất được 3 năm nay ạ. Ông xã em bị bệnh mất được 3 năm. Rồi chị có được mấy người con? Dạ em được ba cháu, được hai cháu gái lớn và một cháu trai nữa. Thì một cháu gái sinh năm 95 thì cháu có gia đình rồi, còn một cháu sinh năm 2000 thì cháu cũng tự đi làm, chưa có gia đình, cháu cũng đi làm công ty. Còn một cháu trai nữa, năm nay 18 tuổi, cháu vừa học xong cấp 3. Rồi chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Điểm của em này nói chung là em cũng hay thương người, hay giúp người, là tính cách thì thật thà, cũng chăm lo cho gia đình. Rồi còn khuyết điểm của chị? À, khuyết điểm của em, khuyết điểm thì em yếu bóng vía rồi cũng hay tủi thân. Bây giờ chị muốn tìm người bạn cho mình, chị muốn người đó như thế nào? Bây giờ chị muốn tìm một người bạn cho mình, chị muốn người đó như thế nào? Dạ em thì nói thật với chị, em thì bây giờ tuổi lớn thì cũng không phải là lớn mà trẻ không phải là trẻ, thì em chỉ mong muốn tìm được một bờ vai vững chắc để em được dựa vào quãng đời còn lại, và em mong muốn người đấy có đức tính, là có tâm có đức và biết đối nội đối ngoại, biết chăm lo cho gia đình ạ. Chị có nghĩ là anh đó độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không chị? Em cũng thích anh đó lớn 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 tuổi một chút cũng được. Là lớn khoảng bao nhiêu? Không có quan trọng. Tuổi từ độ 65 66 trở lại đến tuổi 55 vậy ạ. Nhưng mà chị ơi, ngoại trừ tuổi 65 nhé, em đổ vỡ vào tuổi 65. Rồi nếu anh ấy hút thuốc uống rượu thì chị nghĩ như thế nào? Nếu anh ấy hút thuốc uống rượu thì chị nghĩ như thế nào? Không, đàn ông thì tất nhiên là phải có thuốc có rượu rồi chị ạ, nhưng mà uống thuốc uống rượu thì chỉ với mức độ thôi, chứ còn đàn ông thì những cái đó mình không thể cấm được họ. Nhưng mà quan trọng là họ biết giữ gìn sức khỏe của mình, thì ví dụ như là đôi khi thèm uống áo cho đỡ thèm, hoặc là rượu thì cũng phải có xã giao, đi ra ngoài ngoại giao ấy, ở bên ngoài làm việc hoặc là đi bạn bè cũng việc là phải có rượu với chị. Nhưng mà mình uống quan trọng là người đấy biết
biết biết với mức độ mình dừng lại uống mình dừng lại là được rồi. Rồi con chị như thế nào? Có ủng hộ chị đi tìm người bạn mới không? À, dạ con em thì lúc nhà em mất được 1 năm thì con gái em đau động viên em, nó bảo là mẹ xem kiếm ông bạn già nào về làm bạn hồn hình thực ra cho vui, chứ mai mốt chúng con đi hết thì lúc bấy giờ mẹ ở nhà một mình rồi mẹ buồn cái nhất cái hai, nhiều khi trái gió dở dời thì không có ai á, rồi chúng con lại không về, lúc bấy giờ chúng con bận làm ăn rồi có gia đình rồi thì cũng không thể về liên tục được. Thế thì em bảo là rồi bây giờ già rồi thì tìm bạn cái gì nữa, thế em cũng không ấy, xong thế nào tự dưng là em canh của chị, thế là tự dưng chắc động là cái duyên hay là cái số em nó phải vậy hay sao ấy. Thế tự dưng em thấy duyên của chị lắm rồi em mới bảo là thôi thì thử thử ấy một lần xem sao, chứ còn thật ra thì em cũng cũng bảo là thôi bây giờ mình đã đổ vỡ một lần như thế rồi, ở mai mốt thì về già ở với con với cháu, con gái em không động viên mãi. Rồi chiều cao của chị là bao nhiêu? Em cao 1m55 ạ. Bữa trước thì em bình quân của em là trung bình cứ 53 kg, nhưng mà thời gian gần đây em thì sút mất 2 kg, còn nó 51 kg nữa. Rồi chị thích một anh làm quen với mình trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoặc? Dạ. Chị thích một anh làm quen với mình trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoặc bác? Em nói chung nói thật với chị em thì em cũng không được lanh lẹ hoặc bác lắm, nên là em cũng thích một anh thì nói chung là cũng với lại nó tùy duyên thôi chị ạ. Là bây giờ mình bảo mình có tuổi rồi, bây giờ mà chọn thì cũng không được. Cũng không phải như con gái 18-20 còn phải chọn, mà thôi bây giờ mình đã đổ vỡ một lần rồi thì bây giờ tùy duyên. Nhưng mà như người anh nào mà có xem được video của em đấy và có để ý đến em, hoặc là ông trời có xem duyên cho anh thì lúc đó thì chị ấy thôi, bây giờ chọn thì cũng không biết là ở đâu vậy. Những lúc rảnh rỗi và chị thích làm việc gì để giải trí cho mình? Em thì nói chung là em làm việc tự do, ít rảnh lắm. Chỉ có buổi tối thế này thì chị em phụ nữ gọi nhau đi lên tập dân vũ thể dục để đi giao lưu cho vui vui thế thôi. Chứ còn ban ngày thì em đi làm suốt, em ít rảnh. Buổi ngày thì em đi làm, thì em làm việc tự do, ai em gặp được gì em làm được đấy. Gia đình của chị có được mấy anh chị em? Đã, gia đình nhà em thì bố mẹ em sinh được 9 anh chị em, là thứ 7 trong gia đình. Gia đình chị có ai ở nước ngoài không? Em có 2 chị gái với 1 em gái ở bên Trung Quốc. Thì chị gái em cứ bảo em sang đấy nhưng mà em ngại sang, em không thích sang Trung Quốc. Chị hôm nọ chị bảo em là chị ấy thì nếu không thì đi sang bên đấy làm ăn cho nó đỡ vất vả cho ấy, mà em bảo là em không thích đi Trung Quốc. Rồi chị nếu mà có người yêu, chị có thích người yêu của chị có tính lãng mạn không? Nói chung là cũng có một chút chút cũng được chị. Em thì đôi khi có lúc thì đôi khi em cũng thích lãng mạn. Có lúc nào mà em làm thì em làm việc hết mình luôn, có lúc nào mà đấy thì em cũng thích lãng mạn. Với công việc hiện tại của chị á, chị đã vừa ý chưa? Trong tương lai nếu có cơ hội chị cũng muốn thay đổi công việc của mình không? Có. Nếu mà có cơ hội chị thích làm công việc gì? Thì em nói thật chị là việc gì em làm được. Chỉ ngoại trừ chiều cao, em rất sợ chiều cao. Cao chừng 2 mét là em còn đeo lên 2 mét là em chóng mặt em sợ rồi. Còn việc gì em cũng làm được, em cũng không ngại việc gì hết. Tại vì em cũng vất vả, em khổ từ nhỏ. Đi lấy chồng em vất vả rồi nên việc gì em làm được. Công ty em làm được rồi, nói chung là em không ngại việc gì. Gì em làm được, có việc gì kiếm ra tiền là em làm được. Chị có buôn bán gì không? Có hồi đó giờ có buôn kinh doanh buôn bán gì không?
Em thì em đi chợ nhưng mà em toàn làm ra em đi chợ thôi. Em ở nhà em cứ làm ra rau dưa các sản phẩm rồi chăn nuôi được các thứ em đi chợ thôi. Nhưng mà đi buôn đi bán thì buôn đi bán lại thì em cũng ít buôn. Hiện tại công việc của em thì bây giờ thì em đang đi phụ nấu ăn ở trong cơ quan huyện, ở công an huyện ấy, được mấy tháng nay rồi. Xong thì buổi sáng được, còn buổi chiều thì em về em lại làm thêm các thứ đồ để sáng lại tranh thủ đi chợ kiếm thêm. Còn trước kia thì em đi làm công ty xong rồi em lại nghỉ ở nhà. Nói chung là em làm công việc của em nó em không làm ổn định được làm hết, em gặp tí làm đấy rồi làm lương làm giấy rồi đủ các công việc gì em làm được. Ở chị ở chỗ ở chị ở là vùng thôn quê hả? Sao ạ? Chỗ chị ở là vùng thôn quê hả? Vâng, là em ở thôn quê. Rồi Em chỗ em ở là phía Bắc ạ. Ở chỗ em ở là miền Bắc. Miền Bắc Việt Nam. xã chị mất rồi á, hiện tại bây giờ trong lòng chị nghĩ một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho chị? Thì bây giờ em chỉ mong muốn một người đàn ông là nói tóm lại này, em thì em cũng không tại kinh tế em thì nó chỉ đủ ăn thôi, em không có dư thừa, nên là em chỉ mong muốn một người đàn ông là làm một bờ vai vững chắc để cho em dựa vào lúc quãng đời còn lại và cũng biết thương yêu con em. Nói chung là con em thì nó trưởng thành hết rồi, bây giờ em chỉ còn thằng cu con em là năm nay nó mới học xong cấp 3. Còn con bé con gái nó đi làm nhưng mà nó bảo con tự cho lo cho con được rồi thì mẹ cứ yên tâm không phải lo cho con nữa. Đấy, bây giờ em chỉ mong muốn là một người đàn ông có tâm có đức, biết đối nội đối ngoại rồi cho em dựa vào để em sống nốt quãng đời còn lại để chăm lo cho nhau những lúc ốm đau, để nhờ nhau bát cơm rồi chén nước rồi chén cháo lúc ốm đau. Còn ví dụ như là người đấy mà có công ăn việc làm gì mà lo được cho em thì em vẫn sức khỏe em vẫn làm bình thường chị ạ. Nếu như mà còn nếu như cuộc sống mà cảm thấy anh ấy về bên em sống cũng được, em nhà cửa em cũng có, vườn đất em có rồi, nhưng mỗi tội kinh tế em thì không có thôi, còn nhà cửa vườn đất thì em ổn định rồi. Còn hoặc là hay là anh đấy bên anh ấy mà có được kinh tế nhà cửa có mà về bên anh ấy ở cũng được kìa. Dạ, chị có đất thì vừa đất có trồng cây cả cây ăn trái gì không? Em có, em trồng vừa em trồng cây ăn trái, em trồng được ít táo chuẩn bị sắp có đi chợ. Cái này vườn em thì trồng, ở vườn em thì trồng những cây linh tinh hoa quả mỗi thứ ít để lấy cái ăn thôi. Còn em có được hai xào Bắc Bộ á, trồng táo thì cũng sắp đi chợ đi bán được Chị táo rồi. là bom á hả hay là táo táo Vâng, táo táo của em thì em trồng cái táo ngon ở vùng quê thì em đây cũng mình cũng có cái giống đấy đó. Vâng. Ok, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng chị sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của em ha. Chị chào khán giả giùm em ha. Em chào chị người nghe, em chào khán giả. Sau video này nếu anh nào để ý chị, chương trình sẽ cho anh ấy số điện thoại của chị để anh ấy liên lạc với chị ha chị. Rồi sau video này nếu mà chị để ý anh nào á, chị ghi số video đó xuống rồi gửi qua chương trình sẽ cho chị số điện thoại để chị liên lạc với anh ấy. Ở Việt Nam với các nước giờ giấc khác nhau cho nên chị phải gửi tin nhắn trước ha. Rồi chờ. Với cái video này chị nhờ chương trình kết nối yêu thương cho chị thì video này sẽ không có gửi xuống gì bất cứ một lý do gì hết đó chị. Ba chị good night chị nha. Dạ, em chào chị.